Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự tối thứ tư ngày 3 tháng 3 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay 1.800 tân binh tỉnh Hưng Yên đã lên đường nhập ngũ. Thay mặt những người làm chương trình xin gửi tới các tân binh những lời chúc tốt đẹp nhất. Chúc các tân binh sức khỏe khi về đơn vị phát huy truyền thống quê hương cách mạng anh hùng, phấn đấu rèn luyện, học tập, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Và sau đây là những nội dung đáng chú ý sẽ có trong chương trình. Không khí ngày hội tòng quân tại các huyện, thị xã, thành phố, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Tiến sĩ, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Hoàng Xuân Chiến cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự động viên đưa tiễn tân binh lên đường nhập ngũ. Đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tham quan các mô hình sản xuất nông nghiệp tại thị xã Mỹ Hào. Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh làm việc với huyện Ân Thi về công tác chuẩn bị bầu cử và việc thực hiện nghị quyết 277 của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Các sở ngành địa phương khẩn trương sắp xếp đầu mối các phòng ban đơn vị sự nghiệp công lập. Các chủ trang trại thận trọng tái đàn vật nuôi sau Tết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay các huyện, thị xã, thành phố tỉnh Hưng Yên đã tổ chức lễ giao nhận quân năm 2021, tiễn 1.800 tân binh lên đường nhập ngũ làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Dự lễ giao nhận quân và động viên các tân binh lên đường nhập ngũ tại huyện Văn Lâm có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Đỗ Tiến sĩ, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Cùng dự có đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự tỉnh, Đại tá Nguyễn Chí Công, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cùng lãnh đạo các đơn vị nhận quân. Buổi lễ giao nhận quân tại huyện Văn Lâm diễn ra trong không khí trang trọng, tự hào và xúc động. Năm nay, huyện có 198 thanh niên lên đường nhập ngũ, được giao cho 5 đơn vị là Quân đoàn 2, Cục Tác chiến điện tử Bộ Tổng tham mưu, Bộ Tư lệnh Lăng, Bộ Công an và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. 100% tân binh đều có sức khỏe tốt, trong đó có 28 tân binh có trình độ cao đẳng đại học, 15 thanh niên viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Tại lễ giao nhận quân, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và các đại biểu đã tặng hoa động viên các thanh niên phát huy truyền thống của quê hương, nâng cao ý thức học tập rèn luyện, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, chấp hành nghiêm kỷ luật quân đội, công an nhân dân, ra sức thi đua góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Mong các đồng chí thi đua nỗ lực cố gắng để chúng ta là lên đường hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng với truyền thống của quê hương Hưng Yên, văn hiến cách mạng và anh hùng. Lễ giao nhận quân tại huyện Văn Lâm đã hoàn thành với thời gian chưa đến 20 phút, nhanh gọn, đảm bảo an toàn trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Tại thị xã Mỹ Hào, đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Trần Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy Mỹ Hào đã đến chung vui và động viên các tân binh lên đường nhập ngũ làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Thị xã Mỹ Hào có 177 tân binh lên đường nhập ngũ, trong đó có 162 tân binh được giao về 3 đơn vị nhận quân gồm Bộ Tổng tham mưu Quân đoàn 2, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và 15 thanh niên tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân. Trong đó có 28 thanh niên đã tốt nghiệp hoặc đang học tại các trường đại học cao đẳng, trên 100 thanh niên đang làm việc tại các doanh nghiệp. Tôi đã tốt nghiệp trường đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên. Khi vào trong quân đội thì tôi muốn là sẽ rèn luyện được bản thân mình, sẽ trở thành một con người tốt hơn. Để động viên các tân binh, thị xã Mỹ Hào đã tặng mỗi tân binh lên được nhập ngũ xuất quà trị giá 1 triệu đồng. Các xã phường tặng mỗi thanh niên xuất quà trị giá từ 700.000 đồng đến 1 triệu đồng. Ngoài ra các tổ chức đoàn thể doanh nghiệp cũng tổ chức tặng quà cho các thanh niên. Tại lễ giao quân, đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy và các đại biểu đã tặng hoa động viên, căn dặn tân binh trước khi lên đường nhận nhiệm vụ tại các đơn vị. Dự lễ giao nhận quân tại thành phố Hưng Yên có đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Phạm Huy Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Hưng Yên. Năm 2021, thành phố Hưng Yên có 148 tân binh lên đường nhập ngũ, giao cho 4 đơn vị nhận quân gồm Lữ đoàn 164 Quân đoàn 2, Tiểu đoàn 84 Cục Tác chiến điện tử, Lữ đoàn 144 Bộ Tổng tham mưu, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Chất lượng tân binh năm nay của thành phố được đánh giá khá đồng đều, 100% có sức khỏe tốt, đa số thanh niên đã tốt nghiệp trung học phổ thông. Lễ giao nhận quân năm nay, thành phố Hưng Yên có 16 tân binh tình nguyện viết đơn lên được nhập ngũ.
Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở và đặc biệt là sự tham mưu tích cực của Đảng ủy, Ban chỉ huy quân sự thành phố, Công an thành phố. Do vậy là công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2021 của thành phố đã đảm bảo đúng quy trình, đúng các bước trong công tác tuyển quân. Lễ giao nhận quân tại thành phố Hưng Yên diễn ra ngắn gọn, trong không khí tưng bừng phấn khởi, đúng kế hoạch và đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Về dự lễ giao nhận quân tại huyện Yên Mỹ, có các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đặng Ngọc Quỳnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, Nguyễn Lê Huy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy. Năm 2021, huyện Yên Mỹ được giao tuyển chọn gọi 224 tân binh lên được nhập ngũ, giao cho 5 đầu mối nhận quân là Quân khu 3, Quân đoàn 2, Bộ Tư lệnh Lăng và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Tại buổi lễ, các đồng chí lãnh đạo tỉnh và các đại biểu đã tặng hoa, động viên các tân binh trước khi lên đường. Em rất vui khi được lên đường nhập ngũ. Khi vào đến trong quân ngũ, em sẽ thi đua phấn đấu, rèn luyện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng danh bộ đội Cụ Hồ. Lễ giao nhận quân ở huyện Yên Mỹ được tiến hành trong khoảng 20 phút, dù ngắn gọn nhưng vẫn đảm bảo an toàn, trang trọng của ngày hội tòng quân. Đồng chí Lê Văn Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, cùng đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã dự lễ giao nhận quân ở huyện Tiên Lữ. Năm nay, huyện Tiên Lữ có 158 tân binh lên được nhập ngũ, trong đó có 141 tân binh được giao về các đơn vị Quân khu 3, Quân đoàn 2, Bộ Tổng Tham mưu, Đoàn Nghi lễ Quân đội và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. 17 công dân tham gia nghĩa vụ Công an Nhân dân. Chất lượng quân của huyện Tiên Lữ đảm bảo về tiêu chuẩn chính trị, sức khỏe, trình độ học vấn. Trong đó có 7 thanh niên đã tốt nghiệp đại học, cao đẳng, 70 đoàn viên ưu tú được cử tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng. Đáng chú ý, huyện có 15 thanh niên tốt nghiệp đại học, cao đẳng, thanh niên tình nguyện nhập ngũ và trong gia đình có hoàn cảnh khó khăn được Ủy ban Nhân dân huyện tặng giấy khen. Dự lễ giao nhận quân tại huyện Khoai Châu có đồng chí Lê Xuân Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Năm 2021, huyện Khoai Châu có 293 tân binh lên được nhập ngũ, được giao về 3 đơn vị là Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Tư lệnh Lăng, Quân đoàn 2 và 26 thanh niên thực hiện nghĩa vụ Công an Nhân dân. Huyện có 29 tân binh tình nguyện viết đơn xin lên đường nhập ngũ để thể hiện khát vọng của tuổi trẻ được rèn luyện qua môi trường quân đội và công hiến bảo vệ Tổ quốc. Lễ giao nhận quân ở huyện Khoai Châu diễn ra ngắn gọn, đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19. Dự lễ giao nhận quân tại huyện Kim Động có đồng chí Bùi Thế Cử, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy. Năm 2021, mặc dù ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, song huyện Kim Động đã hoàn thành và giao đủ chỉ tiêu 204 tân binh cho các đơn vị nhận quân, đảm bảo chất lượng tốt. Trong đó 19 thanh niên giao cho Bộ Công an, 185 công dân giao cho 5 đơn vị đầu mối của Bộ Quốc phòng, gồm Quân đoàn 2, Tổng cục 2, Bộ Tổng Tham mưu, Bộ Tư lệnh và Đoàn Nghi lễ Quân đội. Năm nay, huyện Kim Động có 9 tân binh ở các xã Chính Nghĩa, Vũ Xá, Đức Hợp, Đồng Thanh, Toàn Thắng, Hiệp Cường và thị trấn Lương Bằng viết đơn tình nguyện lên được nhập ngũ. Đúng 8 giờ 20 phút, lễ giao nhận quân ở huyện Kim Động hoàn thành. Đồng chí Phạm Văn Khuê, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã về dự lễ giao nhận quân và động viên các tân binh lên được nhập ngũ ở huyện Ân Thi. Năm nay, huyện Ân Thi có 232 tân binh lên được nhập ngũ, được giao về 6 đơn vị nhận quân gồm Quân đoàn 2, Đoàn Nghi lễ Quân đội, Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục 2 Quân khu 3 và 22 thanh niên tham gia nghĩa vụ Công an Nhân dân. Do chủ động trong công tác quản lý nguồn, tổ chức sơ tuyển, khám tuyển nên chất lượng quân của huyện đạt chất lượng khá. Tại huyện Phù Cừ, Đại tá Phạm Đăng Khoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh, cùng đồng chí Đỗ Xuân Sảng, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã về dự động viên và tiễn các tân binh lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Huyện Phù Cừ có tổng số 153 tân binh nhập ngũ đợt này, được bàn giao cho 4 đầu mối nhận quân gồm Lữ đoàn 242 Quân khu 3, Lữ đoàn 164 Quân đoàn 2, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và nghĩa vụ Công an Nhân dân. Lễ giao nhận quân ở huyện Phù Cừ được tổ chức nhanh gọn, trang trọng, ý nghĩa và đảm bảo thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Dự lễ giao nhận quân và động viên các tân binh lên đường nhập ngũ ở huyện Văn Giang có đồng chí Quách Thị Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, đồng chí Nguyễn Hùng Nam,
Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Năm nay huyện Văn Giang có 173 tân binh lên đường nhập ngũ, được giao về 5 đơn vị nhận quân là Bộ Công an, Bộ Tư lệnh Lăng, Quân đoàn 2, Quân khu 3 và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Trong đó có gần 44% số tân binh đạt sức khỏe loại 1, tỷ lệ tân binh có trình độ cao đẳng đại học đạt gần 19%. Lễ giao nhận quân của huyện Văn Giang được tổ chức trang trọng đúng quy định, bảo đảm các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Thưa quý vị và các bạn, đúng 8 giờ 20 phút sáng nay, tỉnh Hưng Yên đã hoàn thành giao 1.800 tân binh cho 5 đầu mối, gồm Quân đoàn 2, Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng, Tổng cục 2, Lữ đoàn 144 và Quân khu 3. Công tác giao nhận quân diễn ra nhanh gọn, trang trọng, đảm bảo an toàn cũng như thực hiện nghiêm những quy định về phòng chống dịch bệnh COVID-19. Sau đây là công điện của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, biểu dương cán bộ và nhân dân lực lượng vũ trang các huyện, thị xã, thành phố giao quân năm 2021. Theo đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh biểu dương cán bộ và nhân dân, lực lượng vũ trang các huyện, thị xã, thành phố, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, các cơ quan liên quan đã hoàn thành tốt nhiệm vụ gọi công dân nhập ngũ và tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an Nhân dân năm 2021. Góp phần lập thành tích kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 76 năm thành lập nước, 46 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, 106 năm ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì phối hợp với các sở ban ngành đoàn thể tỉnh, Ủy ban Nhân dân huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan liên quan tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức tổng kết đánh giá rút kinh nghiệm công tác năm 2021 và triển khai thực hiện nhiệm vụ gọi công dân nhập ngũ và tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an Nhân dân năm 2022 theo đúng quy định. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Quốc Văn. Sáng nay, đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã đi thăm các mô hình sản xuất nông nghiệp tại thị xã Mỹ Hào. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã đi thăm mô hình sản xuất lúa cánh đồng mẫu lớn của Hợp tác xã Nông nghiệp Thuận Thái ở phường Phùng Trí Kiên. Vụ xuân năm nay, Hợp tác xã gieo cấy 45 hectare lúa chủ yếu là các giống lúa chất lượng cao và áp dụng toàn bộ cơ giới hóa từ làm đất, gieo xạ, phun thuốc bảo vệ thực vật. Được biết từ tích tụ ruộng đất, áp dụng khoa học kỹ thuật trong 3 năm qua, mỗi vụ hợp tác xã có sản lượng gần 300 tấn thóc, trừ chi phí cho lãi 500 triệu đồng. Thăm trang trại gà của gia đình ông Nguyễn Văn Phức ở thôn Bùi Bồng, xã Dương Quang, trang trại chăn nuôi 7.000 con gà các loại, mỗi năm cho doanh thu trên 2 tỷ đồng và tạo việc làm cho nhiều lao động. Tại các nơi đến thăm, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy biểu dương và động viên các hợp tác xã, trang trại đã sản xuất kinh doanh hiệu quả. Đồng chí lưu ý, hiện nay quỹ đất nông nghiệp của Mỹ Hào ngày một thu hẹp. Vì vậy, sản xuất nông nghiệp của thị xã cần phát triển nông nghiệp theo hướng phát triển hàng hóa quy mô lớn, sản xuất sạch, an toàn, chất lượng, hiệu quả và có sức cạnh tranh cao. Để mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến, công nghệ thông tin, công nghệ số gắn với phát triển thương mại điện tử, trong sản xuất nông nghiệp phải tích tụ ruộng đất hình thành cánh đồng mẫu lớn, liên kết chặt chẽ, sản xuất hữu cơ kết hợp các biện pháp về giống cho năng suất cao, chất lượng hàng hóa, hạn chế dịch bệnh và bảo vệ môi trường. Chiều nay, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh do đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh làm trưởng đoàn có buổi làm việc với huyện Ân Thi về công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, việc thực hiện nghị quyết số 277 của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Thực hiện chỉ thị của Bộ Chính trị, của Tỉnh ủy về việc lãnh đạo thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Đến nay, huyện Ân Thi đã hoàn thành việc thành lập Ban chỉ đạo, Ủy ban bầu cử huyện, các tổ chức phụ trách bầu cử từ huyện đến các xã thị trấn. Huyện đã tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, giới thiệu người ra ứng cử theo đúng luật định. Đã thống nhất số đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện được bầu là 33 đại biểu, số đại biểu được giới thiệu ứng cử là 66 người, tổng số đại biểu cấp xã thị trấn được bầu là 531, số đại biểu được giới thiệu ứng cử là 969 người. Thực hiện nghị quyết số 277 của Hội đồng Nhân dân tỉnh về chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ, dân phố. Huyện Ân Thi đã triển khai thực hiện nghiêm túc, góp phần tinh gọn bộ máy ở cơ sở. Số lượng người hoạt động không chuyên trách cấp xã hiện chỉ còn 205 người, giảm 40 người. Cấp thôn chỉ còn 900 người, giảm 649 người so với khi chưa thực hiện nghị quyết.
Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Trần Quốc Toản, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh yêu cầu huyện Ân Thi tiếp tục thực hiện bố trí sắp xếp, phân công nhiệm vụ công tác cho cán bộ chuyên trách và không chuyên trách phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương, tạo sự đồng thuận cao trong cán bộ, nhân dân theo tinh thần nghị quyết số 277 của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Tiếp tục chỉ đạo, chuẩn bị và thực hiện tốt công tác hiệp thương lần 2, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, quan tâm công tác bảo vệ an ninh trật tự, giải quyết dứt điểm đơn thư khiếu nại của công dân tại địa phương. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện nghị quyết số 19 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12, một số vấn đề về tiếp tục đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả, kế hoạch số 154 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về tổ chức lại bộ máy các cơ quan chuyên môn và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh. Thời gian qua, các địa phương, sở ngành đã tích cực vào cuộc triển khai, bước đầu mang lại hiệu quả nhất định. Cách đây 2 tháng trước khi sáp nhập, cơ sở giáo dục này có 2 hiệu trưởng, 2 kế toán, thủ quỹ, văn thư. Trong khi một trường thừa giáo viên tiếng Anh, trường kia thiếu cũng không thể điều chuyển sang dạy thay. Thiếu giáo viên môn tiếng Anh ở khối tiểu học thì sắp xếp để bố trí giáo viên tiếng Anh của khối trung học cơ sở xuống tăng cường. Hiện việc tổ chức họp chuyên môn hàng tuần, hàng tháng của trường cũng giảm do chỉ còn một đầu mối. Đến nay, huyện Kim Động đã sáp nhập được 4 trường học, là huyện đầu tiên của tỉnh sáp nhập phòng y tế huyện vào văn phòng Ủy ban Nhân dân huyện từ ngày 1 tháng 3 năm 2021. Thực hiện Nghị định số 120 của Chính phủ quy định về thành lập tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập, Sở Tài nguyên và Môi trường phải chuyển từ 2 chi cục là đơn vị cấp 2 thành phòng và giảm từ 6 phòng còn 5 phòng. Một số phòng trong chi cục sẽ không còn, tuy có chút băn khoăn, song mọi người vẫn ủng hộ phương án sắp xếp của lãnh đạo cơ quan. Cũng có những cái tâm tư và cũng lo lắng về cái vị trí, về việc làm chúng tôi thì cũng rất là ủng hộ về việc sắp xếp lại các cái phòng ban. Tổ chức lại bộ máy theo hướng tinh gọn, giảm đầu mối, sắp nhập các phòng ban có chức năng tương đồng, giảm cán bộ quản lý luôn là công việc khó. Tuy nhiên, khi đã là nghị quyết của tỉnh ủy và kế hoạch của Ủy ban Nhân dân tỉnh thì các đơn vị địa phương quyết tâm thực hiện, trong đó đều chú trọng đến công tác tư tưởng, giải thích để cán bộ công chức hiểu được chủ trương này. Với tâm tư nguyện vọng của trưởng phó các phòng, đây là vấn đề sắp xếp làm sao cho phù hợp. Tuy nhiên là cũng có một cái sự đồng tâm hiệp lực và có cái sự đả thông tư tưởng cho các đồng chí thì các đồng chí cũng quan tâm. Bởi vì sau khi sắp xếp lại thì sau 3 năm mới có thể điều chỉnh. Chúng tôi cũng đã tham mưu với lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện là không bổ nhiệm mới đối với cả những cái trường mà còn thiếu. Thế và trên cơ sở đó thì chúng tôi chọn những cái đơn vị có cái quy mô số lớp nhỏ. Thế và đồng thời là có một cái việc mà luân chuyển điều động đối với cả cán bộ làm công tác quản lý từ cái nơi thừa sang nơi thiếu. Đến thời điểm này, các phương án sắp xếp đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt. Các địa phương và sở ngành chuyên môn đang có đề án cụ thể báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh hoàn thành sắp xếp lại bộ máy trước ngày 31 tháng 3 năm 2021 theo hướng tinh gọn, giảm đầu mối nhưng nâng cao được hiệu quả và chất lượng công việc. Đến nay có trên 32.000 công nhân, người lao động trong các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên được xét nghiệm SARS-CoV-2. Kết quả xét nghiệm tất cả các mẫu đều âm tính. Nhiều doanh nghiệp không chỉ xét nghiệm cho công nhân ngoại tỉnh mà còn xét nghiệm cho hầu hết người lao động với số lượng hàng ngàn người như công ty trách nhiệm hữu hạn Toto Việt Nam, công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất phụ tùng ô tô xe máy Pháp, công ty cổ phần công nghệ cao Chavaco, công ty cổ phần thực phẩm xuất khẩu Trung Sơn. Tỉnh Hưng Yên cũng đã triển khai trên 100 lớp tập huấn về hướng dẫn phòng chống dịch COVID-19 tại nơi làm việc và ký túc xá cho người lao động. Thực hiện kiểm tra công tác phòng chống dịch tại gần 900 cơ sở sản xuất kinh doanh, kết quả trên 98% cơ sở đã triển khai tốt công tác phòng chống dịch. Đây là những biện pháp hữu hiệu nhằm đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh an toàn tại các doanh nghiệp, thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch vừa phát triển kinh tế. Sau Tết là thời điểm các hộ chăn nuôi đầu tư tái đàn để ổn định đàn vật nuôi. Tuy nhiên năm nay do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp nên người chăn nuôi đang thận trọng cân nhắc việc tái đàn trở lại. Vừa qua, gia đình anh Vũ Minh Chiến, thôn Lạc Dục, xã Đức Thắng, huyện Tiên Lữ cung cấp trên 12 tấn lợn thương phẩm cho thị trường Tết Nguyên đán.
Hiện tổng đàn lợn của gia đình còn 200 con, giảm trên 50% so với trước đây. Dù đã đầu tư thêm chuồng trại để tăng đàn, song do thời tiết mưa phùn, độ ẩm không khí cao, kết hợp với tình hình dịch bệnh vẫn đang diễn biến bất thường, nên gia đình đang cân nhắc việc tái đàn trở lại. Để nuôi đủ cái số chuồng sản xuất, thì thực tế bây giờ nó chỉ chiếm được một nửa là cái quy mô chuồng trại mà đã xây dựng lên. Cái nhu cầu con giống bây giờ là thực sự là khó khăn. Thứ hai là giá thành rất cao và nhập những con bố mẹ về để sinh sản thì cũng rất khó khăn, là cũng không nhập được. Xã Quang Hưng là địa phương có tổng đàn lợn nhiều nhất huyện Phù Cừ với trên 4.000 con. Một năm trở lại đây, giá thịt lợn thương phẩm tăng cao nên hầu hết các hộ gia đình đều muốn khôi phục chăn nuôi trở lại. Tuy nhiên, nhận định tình hình dịch bệnh vẫn đang diễn biến bất thường, nhất là bệnh dịch tả lợn châu Phi chưa có vaccine phòng bệnh, nên chính quyền địa phương đang tăng cường hướng dẫn các hộ chăn nuôi về công tác phòng bệnh và chuẩn bị các điều kiện để tái đàn trở lại. Khuyến cáo các hộ bị ảnh hưởng của dịch tả châu Phi là chưa được tái đàn. Thế còn đối các hộ chăn nuôi mà chuồng khép kín đủ tiêu chuẩn, mua con giống rõ nguồn gốc, địa chỉ xuất xứ tiếp tục là tái đàn. Mặc dù đã cung cấp lượng lớn thực phẩm phục vụ Tết Nguyên đán, nhưng đến nay toàn tỉnh vẫn có 400.000 con lợn và 7 triệu con gia cầm. Theo Phòng Chăn nuôi Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, từ tháng 2 đến tháng 4 hàng năm là thời điểm các trang trại tập trung tái đàn trở lại. Để đảm bảo an toàn cho đàn vật nuôi, các địa phương, nhất là ngành chuyên môn cần hướng dẫn người chăn nuôi chỉ tái đàn trên cơ sở đảm bảo điều kiện chăn nuôi an toàn dịch bệnh và áp dụng triệt để các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học. Mời quý vị và các bạn đến với bản tin quốc tế của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Liên quan tới tình hình bất ổn chính trị ở Myanmar, ngày 2 tháng 3, Anh đã đề xuất Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc họp kín vào ngày 5 tháng 3 tới để tìm cách tháo gỡ những căng thẳng đang bùng phát tại quốc gia này. Cuộc họp sắp tới nếu diễn ra sẽ là động thái tiếp theo của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc liên quan tới tình hình chính trị ở Myanmar. Sau tuyên bố báo chí trước đó, trong đó bày tỏ quan ngại sâu sắc cuộc chính biến ở Myanmar và kêu gọi giới lãnh đạo quân sự trả tự do cho tất cả những người bị giam giữ, bao gồm cả bà Aung San Suu Kyi. Một diễn biến khác cũng rất đáng chú ý tại Liên Hợp Quốc, đó là cuộc cạnh tranh quyền điều hành khi đại sứ và phó đại sứ của Myanmar đều tuyên bố đại diện cho Myanmar tại Liên Hợp Quốc. Đại sứ Myanmar, ông Kyo Motun nói rằng ông vẫn là đại diện của Myanmar sau bài phát biểu gây chú ý chống lại chính quyền quân sự, phản đối đảo chính. Trong khi đó, vị phó đại sứ cũng tuyên bố hiện giờ ông mới là người chính quyền quân sự muốn cử làm đại diện. Mỹ và Liên minh châu EU vừa đồng thời thông báo các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào Nga liên quan đến vụ bắt giữ và xét xử chính trị gia đối lập Alexei Navalny. EU thông báo áp đặt các biện pháp trừng phạt với 4 quan chức cấp cao của Nga, trong khi Mỹ sẽ áp đặt lệnh trừng phạt với 7 thành viên chính phủ Nga, cũng như kiểm soát xuất khẩu với một số thực thể kinh doanh liên quan đến sản xuất các tác nhân sinh học. Phản ứng trước các động thái này, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga bình luận rằng các biện pháp trừng phạt mới mà Mỹ áp đặt sau EU là cái cớ để tiếp tục công khai can thiệp vào công việc nội bộ của Nga, khẳng định Nga sẽ phản ứng trên nguyên tắc có đi có lại, song không nhất thiết phải tương xứng. Hãng tin CNN của Mỹ vừa tiếp cận được hình ảnh vệ tinh cho thấy Triều Tiên đang xây dựng một cơ sở mới mà các chuyên gia tin rằng nó dùng để che giấu lối vào một đường hầm chứa vũ khí hạt nhân của Triều Tiên. Hình ảnh vệ tinh chụp ngày 11 tháng 2 và được phân tích bởi các chuyên gia cho thấy Triều Tiên đã xây dựng các cấu trúc mới tại điểm Yongdak-dong trong suốt năm 2020. Các nhà phân tích tin rằng cơ sở này dùng để che giấu hai đường hầm dẫn đến nơi cất giấu vũ khí hạt nhân. Giới chức tình báo Mỹ từng xác định Yongdak-dong là cơ sở nghi chứa vũ khí hạt nhân của Triều Tiên và đến nay vẫn được sử dụng cho mục đích đó. Hình ảnh vệ tinh mới dường như tái khẳng định điều này. Trở lại với vấn đề dịch bệnh COVID-19, Tổng thống Mỹ Joe Biden vừa thông báo nước Mỹ sẽ có đủ nguồn cung vaccine COVID-19 để tiêm chủng cho toàn bộ dân số trưởng thành của nước này vào cuối tháng 5 năm nay. Phát biểu trước truyền thông Mỹ, ông Biden nói rằng Mỹ đang trên đà có đủ nguồn cung vaccine cho mọi người trưởng thành vào cuối tháng 5. Chưa đầy một tháng trước, chính quyền của ông Biden đưa ra dự báo khiêm tốn hơn khi cho rằng phải tới cuối tháng 7 mới có đủ vaccine cho 300 triệu người. Tuyên bố của ông Biden được đưa ra trong bối cảnh Nhà Trắng đang thúc đẩy việc tăng sản lượng vaccine một liều của Johnson & Johnson. Vaccine này vừa được Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ cấp phép sử dụng trong trường hợp khẩn cấp tuần trước. Ông Biden cũng hy vọng vào thời điểm này của năm 2022, người dân Mỹ có thể trở lại cuộc sống bình thường. Tổ chức xếp hạng tỷ phú toàn cầu Hurun ngày 2 tháng 3 công bố danh sách cập nhật cho thấy Trung Quốc vừa trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới sản sinh ra hơn 1.000 tỷ phú đô la Mỹ. Danh sách người giàu toàn cầu năm 2020 cho thấy
trong năm 2020, Trung Quốc đã có thêm 259 tỷ phú đô la Mỹ. Điều này nâng tổng số tỷ phú của Trung Quốc lên 1.058 người, trở thành quốc gia đầu tiên phá vỡ cột mốc 1.000 tỷ phú. Trong khi đó, Mỹ đứng thứ hai với 696 người. Trong danh sách này, người giàu nhất thế giới hiện nay là tỷ phú Elon Musk với tài sản ước tính lên tới 197 tỷ đô la Mỹ, nhiều hơn người đứng thứ hai, tỷ phú Jeff Bezos, người sáng lập Amazon với khối tài sản 189 tỷ đô la Mỹ. Một tỷ phú Nhật Bản vừa khởi động cuộc thi toàn cầu để tuyển chọn 8 phi hành đoàn cùng ông lên tàu vũ trụ tư nhân và thực hiện sứ mệnh thương mại đầu tiên bay quanh mặt trăng vào năm 2023. Tỷ phú Usaku Maezawa, nhà sáng lập và cựu giám đốc điều hành công ty thời trang trực tuyến Zozo, tuyên bố thành viên phi hành đoàn trong chuyến du hành không gian sẽ có 10 tới 12 người và ông sẽ mời 8 người đi cùng. Các ứng viên sẽ được sàng lọc kể từ ngày 21 tháng 3 thông qua cuộc phỏng vấn cuối cùng và kiểm tra sức khỏe vào tháng 5. Tỷ phú Maezawa sẽ chi trả toàn bộ chi phí cho chuyến đi kéo dài 6 ngày quanh mặt trăng. Hồi năm 2020, tỷ phú 45 tuổi này cũng từng khởi động một cuộc tìm kiếm bạn gái để cùng ông thực hiện chuyến thám hiểm mặt trăng, nhưng sau đó rút lại với lý do cảm xúc vui buồn lẫn lộn. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres ngày 2 tháng 3 đã kêu gọi các quốc gia giàu có trên thế giới chấm dứt việc sử dụng than đá vào năm 2030 để thế giới có thể đạt được mục tiêu hạn chế sự nóng lên toàn cầu. Trong thông điệp mới đây, ông Antonio Guterres cho biết cam kết cắt giảm khí thải của các chính phủ đã không đạt được mức cần thiết để hạn chế nhiệt độ tăng 1,5 độ C so với mức ở thời kỳ tiền công nghiệp. Ông nhận định việc loại bỏ than đá ra khỏi ngành điện là bước quan trọng nhất để đạt được mục tiêu nói trên. Và tất cả 37 thành viên trong Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OECD nên cam kết ngừng sử dụng than vào năm 2030. Và các quốc gia còn lại cũng nên cam kết như vậy vào năm 2040. Bản tin quốc tế đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi.